Nhắc tới cặp bạn thân của KBIS, không thể không nhắc tới IU và Yuina. Vì là hai tên tuổi đáng chú ý trong ngành giải trí, tình bạn giữa Yuina và IU luôn thu hút sự quan tâm của fan hâm mộ. Tuy không hoạt động cùng lĩnh vực và còn bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, cả hai vẫn quan tâm đến đối phương. Hơn cả tình bạn và tình yêu, chúng tôi là gia đình. Đó là lời chia sẻ đầy tình cảm của IU và Yuina về mối quan hệ thân thiết suốt 8 năm vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, IU cho biết mối quan hệ giữa cô và người chị Yuina còn hơn cả những người yêu nhau. Cả hai có rất nhiều điểm chung trong sở thích nhưng cũng không thiếu điểm khác biệt. Tuy nhiên, theo IU, cả cô và Yuina chưa từng cố gắng thay đổi đối phương. Thay vào đó, cả hai đã học được cách chấp nhận sự bất đồng, chấp nhận tính cách của đối phương và cùng nhau hoàn thiện. Được biết, IU và Yuina quen biết nhau sau khi cùng tham gia chương trình diễn xuất trong You Are The Best, Lee Seung Shin năm 2012. Bộ phim đã giúp tình bạn của hai cô gái ngày càng bền vững. Và đặc biệt, sau khi kết thúc quá trình diễn xuất, Yuina còn mua một căn hộ cạnh nhà cô em gái kém 11 tuổi để tiện gặp nhau hơn. Tình bạn của hai cô gái xinh đẹp là viên ngọc quý giá của làng giải trí xứ Hàn. Yuina dành những lời yêu thương khi nói về IU. Tôi hơn em ấy 11 tuổi, nhưng giữa chúng tôi không có khoảng cách thế hệ. Thậm chí thỉnh thoảng, em ấy còn chín chắn hơn cả tôi. Và một lần nọ chúng tôi đã đi mua sắm cùng nhau, em ấy đã mua cho tôi một thứ mà trước đó tôi đã nói rằng tôi rất thích nó. Khi chị gái của tôi đang mang bầu, tôi đã nói rằng tôi rất vui vì tôi sắp có một đứa cháu. Và thế là em ấy đã tặng vài món đồ cho trẻ em. Nghĩ lại thì tôi luôn luôn là phía được nhận quà. Và trong nhiều lần, IU vướng tranh cãi và hứng chịu chỉ trích, Yuina là người luôn ở bên ủng hộ và bảo vệ em gái nhỏ. Khi Yuina tham gia bộ phim truyền hình Chàng điệp viên yêu tôi, IU cũng gửi hai xe đồ ăn tới ủng hộ người chị thân thiết. Ngoài ra, Yuina cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với cô em gái thân thiết như bí mật hóa trang thành ông già Noel, mua nhiều món quà mà IU thích. Mỗi khi có lịch trình trống, Yuina luôn là người bạn đồng hành trong các concert của IU. Quản lý của IU từng chia sẻ, IU đã rất cảm động khi Yuina từng thông báo là không thể tham dự concert của IU tại Busan, nhưng rồi bất ngờ xuất hiện trước 30 phút với gần 50 hoa kem Melona mà nữ ca sĩ yêu thích. Lúc đó, Yuina thề là không đến Busan được, tôi cũng tin chị ấy, còn nhắn tin cho chị ấy là nếu chị đến thì phải mang theo 50 cây kem Melona. Ai ngờ hôm ấy, 30 phút trước khi bắt đầu concert, chị ấy đã mang Melona đến thật, chị ấy đoán được rằng tôi rất muốn ăn Melona, IU tiết lộ. IU tiếp tục nói, tôi không phải người yêu cầu người khác mua đồ cho mình, chắc là chị ấy cảm thấy tôi thật sự rất muốn ăn kem nên mới nhắn tin cho chị ấy, nhưng thật ra lúc đó tôi chỉ là nói đùa thôi. Hôm ấy, tôi và đoàn nhảy cùng nhau mở tiệc kem, trước khi bắt đầu tôi cũng ăn một cây rồi mới lên sân khấu. Hôm ấy trời rất lạnh, sau khi ăn kem xong, tôi run rẩy đến giữa buổi concert mới hết run. Rất cảm ơn chị Yuina đã luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em. Kể từ bây giờ, em sẽ coi như không biết gì, chị hãy cứ yên tâm mà đến, dù là bất ngờ hay là gì, chỉ cần chị đến là được. Tương tự, khi Yuina gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, IU đã dành ngày Valentine để ở bên cạnh người chị thân thiết. Theo Yuina, IU cũng thường xuyên gây bất ngờ cho mình bằng những món quà, đồ ăn ngon, hoặc nếu vì công việc mà không thể gặp nhau, IU sẽ mua sô-cô-la gửi cho Yuina qua người quản lý. Yuina kể rằng, những lúc tôi mệt mỏi vì lịch trình, IU sẽ chuẩn bị trước sô-cô-la nhờ người ở đài truyền hình đưa cho tôi. Khi tôi chán nản, IU lại đột nhiên xuất hiện rồi mua quà, mua đồ ăn ngon. Lúc cùng dạo phố, nếu tôi khen thứ gì đẹp, ngày hôm sau em ấy sẽ mua, gửi quản lý của tôi để tạo bất ngờ. Trong buổi phát sóng trực tiếp quảng bá cho album mới Love Poem, IU không chỉ nói về sáng tác, chị Nguyệt còn tiết lộ một số chi tiết về người bạn thân của mình. Theo lời kể của IU, Yuina đã đến xem tất cả các ngày concert trong chuyến lưu diễn toàn quốc. Chị Yuina đến xem tất cả các buổi diễn của tôi. Lúc đầu, trạng thái tôi không tốt, không biết có phải vì chị ấy lo lắng tôi hay không mà lại đến đột ngột như vậy. Chị ấy phải nói trước một tiếng rồi hãy đến chứ. Lúc đầu chị ấy còn nói dối rằng có chết cũng sẽ không đến xem. Nhưng khi tôi mở cửa ra, chị ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, còn mặc đồ gần giống đồ của tôi nữa. Cứ như vậy mà đột ngột xuất hiện ở ba thành phố, Gwangju, Incheon và Busan, IU hào hứng kể. Trong một chương trình truyền hình, Yuina còn khiến cả trường quay và khán giả theo dõi phải bật cười khi bật mí rằng cô không định kết hôn vì lời hứa sẽ mãi bên nhau với IU. Mối quan hệ của hai cô gái trong showbiz Sobo thực sự khiến công chúng phải ghen tị. IU từng nói, đôi khi chúng ta băn khoăn về mối quan hệ với một ai đó, nhưng chúng tôi thì khác. Chúng tôi luôn ở bên, động viên nhau những lúc khó khăn, chị ấy là gia đình của tôi. Đây không phải lần đầu tiên IU hạnh phúc khi nhắc tới người chị thân thiết, Yuina cũng vậy. Cả hai thường xuyên dành cho nhau những màn tương tác đặc biệt, gửi xe cà phê ủng hộ hay chọc ghẹo mặn mòi trước truyền thông. Trong chương trình Friending Together, Yuina đã gọi điện cho IU để nhờ cô giới thiệu cuốn sách hay. Đáng chú ý, màn đối thoại giữa nam diễn viên Kang Ha-neun, Yuina và chị Nguyệt đã khiến khán giả đứng hình. Khi Yuina gọi cho cô bạn, IU ngay lập tức nghe máy, khiến nữ diễn viên bất ngờ. Trời, em không có việc gì tốt hơn để làm sao? Sau đó, họ bắt đầu nói về đủ thứ chuyện ngoại trừ chủ đề chính là sách. Kang Ha-neun đã phải kêu lên, ngay lúc này, xin hãy giới thiệu một cuốn sách đi ạ. IU đáp, vâng, cơ mà nếu em giới thiệu xong, chẳng phải hai người sẽ cướp máy luôn sao?
Yuna hứa sẽ không làm thế. IU liền tỏ thẻ, em đã ở nhà một mình cả ngày, vì thế không có ai ở bên để nói chuyện cả. Chị sẽ không làm thế với em chứ. Yuna hứa rằng cô sẽ không cướp máy. IU nghe xong liền nhiệt tình giới thiệu cuốn Best Lies của Amshara. Tuy nhiên, ngay khi IU hoàn thành nhiệm vụ, Yuna lại nhanh tay cướp máy cái rụt, khiến IU chỉ kịp ú ớ phía bên kia đầu dây. Thậm chí, Yuna còn nói, cướp rồi, khiến Kang Hanun ngồi bên được trận cười bể bụng. Tình bạn của hai chị em IU, Yuna luôn là điều tươi đẹp hiếm có trong thế giới showbiz đầy thị phi. Fan của cả hai đều vui mừng khi thần tượng tìm được tri kỷ cho mình.